Hi, welcome back to my channel. Start again, go. Shop with Sofi. Okay. Bạn like, share, subscribe, hỗ trợ mình nha. Thank you so much. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Hello level 2 and 6 HD1. Các bạn like, share, subscribe ủng hộ cho mình nha. Và các bạn cùng mình phá được cái này nào. Let's go. TV Boots. Ok, let's go. Gì đây? Trước mắt thì mình sẽ cầm món đồ này, sau đó thì sẽ tiến vào nhà ông ta. Ở đây các bạn sẽ phải lên trên tầng cao để lấy một chiếc chìa khóa màu đỏ. Thì ông ta phát hiện ra mình rồi, trèo lên đây nào, nhanh thôi. Sẽ không phải gì đâu. Ok. Lên trên mái này. Sau đó thì ném vỡ kính nhà ông ta.
tiếp tục. Sau đó thì mình sẽ nhảy qua đường lỗ này và lấy chiếc chìa khóa của xe ô tô. Lại nhảy qua là oh my god. Lại bị phát điện tiếp. Nhưng không sao, nhanh thôi. Chúng ta tiến gần một chút. Sau đó mình sẽ trông ra nữa rồi. Để xem ta có ra ngoài kiểm tra điện không. Chúng ta đang ra ngoài kiểm tra điện. Wow. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ ba, Mythos Mewtwo. Let's go. Bên cạnh hình như đang khoan một cái gì đó. Rồi tiếp tục là Final Tunnel to keep from revolution. Ở đây thì các bạn sẽ đi lấy một tấm cạc. Và cạc này để các bạn sẽ mở được cánh cửa ở dưới đi ra. Cánh cửa này thì bị chặn rồi. Bị ông ta chặn. Và ông Mr. Smith này, không biết ông ta nó đi đường nào. Let's go, phi thẳng vào trong. Ok. Sau đó thì các bạn sẽ phải đi tìm một chiếc chìa khóa. I can finally get out of this place. I need to find help.
rồi kể vào từ game tiếp theo, Horror Fresh. Let's go. Hypercast. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua các bạn nhé. Rất nhiều bạn trẻ yêu thích tựa game này. Các bạn lần đầu lắm và chơi cùng mình nhé. Ok. Mình sẽ nâng cấp. Ok. Last boss. Hiện tại máu mình đang bị tụt xuống một tí. Và khi để một lúc lâu thì các bạn sẽ lại tăng được máu lên. Còn những anh chàng đó đang ở trong ngôi nhà kia. Mình dẫm vào cái gì rồi, đâm ra hy sinh luôn. Wow. Ok, và tự nhiên tiếp theo Evergua. Bà lấy lấy câu. Tiếp tục là mình đang tiến hóa lên cấp độ 9 rồi. Có một anh chàng lên 4.000 máu rồi cơ. Khá là nhanh. Cấp độ 10, let's go. Các bạn mà tiêu diệt được những lính to thì các bạn có thể nâng cấp được nhanh hơn. Vì đó thì các bạn sẽ cấp cao. Và lúc đó thì các bạn sẽ là bá chủ ở trong này. Không bao giờ sợ một cái gì cả. Và khi to thì tốc độ di chuyển vẫn thế nhá. Có điều to thì các bạn nhìn thấy có vẻ là chậm. Nhưng mà thực ra thì tốc độ di chuyển như bé thôi. Hiện
Hiện tại thì mình đang cấp 12 và có thể tiến hóa lên cấp 13 rồi. Cấp 13 hình như là màu đỏ. Chuẩn luôn. Đó, một nhân vật anh ta. Nhân vật này khá là khỏe. Sao? Anh chàng nào đánh đấu rồi. Đấu nhau tí nào. Có anh chàng nào thích đấu nhau thì không? Hiện tại thì mình chỉ còn thua một người thôi. Người đó không biết đang đâu rồi. Gặp là mình bèm ngay. Top 1 rồi. Hiện tại mình đang top 1 và là một phù thủy. Để xem cấp 17 là gì nào. Mình chưa lên được cấp 20 bao giờ. Cấp 17 đó là một hình nhân rất đẹp. Nó như kiểu là một con quỳ. Cấp 18 thì không biết là gì đây. Phải tiêu diệt được mấy người khỏe thì may ra mới lên cấp 18 được. Úi dồi, khá đẹp. Nhìn thấy tốc độ di chuyển khá chậm, nhưng mà thực ra không phải, đó là các bạn quá to. Thì khi đó thì tốc độ di chuyển của bạn chậm thôi. Nhưng mà chậm thật. Hay là chậm hơn những người đi bình thường kia. Cảm giác khá là chậm. Còn là càng to thì càng chậm. Đó cứ thế và các bạn sẽ nâng cấp càng cao càng tốt. Mình sẽ tiêu diệt con đách này. Đúng rồi. Càng to thì tốc độ di chuyển càng chậm. Oh, một chú rồng. Khá đẹp. Đó cứ thế. Và các bạn sẽ lên được cấp 20. Hay bây giờ mình sẽ lên cấp 20 cho các bạn xem là gì nhá. Có điều cấp 20 thì hơi lâu một chút này. Để xem có nhanh được không. Những anh chàng to con kia đâu rồi. Tiêu diệt những anh chàng to này thì các bạn sẽ lên được nhanh hơn. Rồi, anh chàng này nữa là lên được ngay. Wow, đẹp chưa? Đó, như thế và các bạn sẽ càng ngày càng lên cao hơn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Mr. Hope Playhouse 3. Let's go. Có vẻ ngôi nhà kia thì đang khoan một cái gì đó nên hơi đau một chút. Cho nên các bạn thông cảm nhé. Rồi, tiến ra ngoài nào. Mình sẽ đi xuống cầu thang. Cái này không biết xuống cầu thang hay lên cầu thang này. Nhưng thôi cứ nói là xuống đi. Vì tầng bếp thì thường thường là tầng 1. Còn khi tầng ngủ thì thường thường là tầng 2. Oh no. I hate the dark. I hate the dark. Có tiếng kêu ở đây. Đó là một con búp bê. Không biết con búp bê làm sao lại ở đây đâu. Holly? How did you get down here? How did you get in here? Rồi. Get back to... to back. Back. Đó là các bạn sẽ quay trở về trên chiếc giường của mình. Ok, let's go. Ruby, it's me. Open the door. Open the door. Dad? Open the door, Ruby. Thank you.
Ok, vào từ kênh tôi chưa? Phải ăn hết cái này để khi to ra lúc đó các bạn sẽ hút được những ua nha. Đủ sức để chứa được những ua này đây. Bây giờ thì mình sẽ hút những ua nha. Là vừa. Ua nhà cao quá, to quá. Sẽ ăn những ua nhỏ thôi. Ok. Bây giờ mình to mình ăn rồi. Mình nhà này thì khá là dài. Anh to này ăn thì vẫn còn đang hơi khó một chút. Ồ, mình nhà này khó thật. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập tiếp theo. PVZ chứ. Let's go. Thank you.
Ok, Father can do show. Tiếp theo, stick qua, legacy. Vado che ti ho di Los Reyes. Let's go.
Scary one. Okay, let's go.